Chào các bạn ha, thì hôm nay Cường Cốc Cách sẽ giới thiệu với các bạn một cái món mì chay ha, đó chính là mì rau củ chay. Và cái mì này mình làm từ mì tươi ha các bạn ha, mình làm từ bột mì, trứng và cái phần màu xanh này mình làm từ cái lá của cải ngọt ha các bạn. À, nước mì nè, trong veo và rất là thanh đạm luôn, thì ngon ghê chưa. À, và trong cái món mì rau củ ngày hôm nay á, mình sử dụng là cái phần cần tây nè, cà rốt, củ cải trắng, bắp, bông cải trắng và cũng như là đậu hũ ha các bạn ha, hoàn toàn là không có dầu mỡ gì cả, rất là tốt cho sức khỏe. Sợi mì nè các bạn, dai giòn rất là ngon. Ha, và cái mì này á, mình có thể ăn với lại cái phần cần tây cái lá cần tây á các bạn, và cũng như là cái cải ngọt. Các bạn nào mà thích ăn với lại giá thì mình ăn ha. Cái mì này ngon ghê chưa. Và nếu như mà các bạn thích món mì rau củ này á, thì hôm nay Cường Cốc Cách sẽ chia sẻ cho các bạn công thức và cách làm để ai cũng có thể làm thành công món ăn này các bạn nhé. Mời các bạn nè. Rồi và bây giờ để thực hiện cái món mì rau củ chay này á, thì các bạn cần những nguyên liệu nào? Hôm nay thì mình sẽ sử dụng là cải ha các bạn ha. Thì cái cải này là cái cải ngọt. Mình sẽ sử dụng cái lá cải ngọt này để làm cái màu xanh. Và cái thứ hai là cái cọng á, thì mình để ăn kèm với là cái mì. À, bắp ha, mình dùng bắp Mỹ, mình dùng hai trái. Thực ra thì cái bắp Mỹ này không quan trọng lắm, nhưng mà tại vì nhà mình thích ăn bắp nên là mình nấu kèm ha các bạn ha, nó cũng giúp cho tạo cái vị ngọt cho cái nước lèo. Một củ cà rốt, một củ cải trắng, một cái bông cải trắng như thế này ha. Các bạn dùng bông cải xanh cũng được, bông cải xanh thì ăn tốt hơn. Rồi đậu hũ non thì mình dùng đậu hũ hạt sen ha các bạn ha. Các bạn có thể dùng đậu hũ gấc cũng được. Rồi cần tây nè. Ha, một cái quả trứng gà, ít hành lá, hai củ hành tím. Và bột mì ha, bột mì thì mình dùng là bột mì số 11. Ha các bạn ha, bột mì số 11 nè. Những cái gia vị cho cái món mì rau củ này á, thì mình chỉ sử dụng là hạt nêm, muối và đường phèn, một chút xíu tiêu nữa để cho nó thơm thôi ha. Ngoài ra để nấu cái nước lèo này cho nó ngon thì người ta thường dùng thêm cái củ sa bấu, tức là cái củ cải trắng muối á các bạn. Nhưng mà ở chỗ mình thì mình không có tìm thấy được cái chỗ mà bán cái đó nên mình không có mua ha. Nhưng mà nếu mà các bạn tìm được cái củ đó thì các bạn mua thì nấu nước lèo nó sẽ ngon hơn ha các bạn ha. Cái đó thì các bạn ra chợ á, các bạn hỏi người ta là cái củ sa bấu hoặc là cái củ cải trắng muối, người ta sẽ biết. Về cái cải ngọt này á, thì mình chỉ sử dụng cái phần lá thôi ha các bạn ha, cái phần cọng thì mình không cần. Còn nếu mà bạn nào lười thì mình lật ngang nó như thế này cũng được ha. Lật ngang như thế này nè. Thì chủ yếu là cái phần lá để tạo ra cái màu xanh cho cái mì của mình. Mình lật xong rồi mình rửa ha các bạn ha. Rửa với lại nước muối loãng á. Để tạo cái màu xanh cho mì thì thường người ta dùng cải ngọt hoặc là các bạn dùng cải bẹ xanh cũng được. Nhưng mà cải bẹ xanh thì ăn cái mùi nó hơi hăng ha, nó không có thơm. Còn cái cải ngọt này ăn cái mùi nó thơm hơn. Nên là thường là mình sẽ dùng cải ngọt. Rồi sau khi mà các bạn lật cải rồi mình rửa sạch ha, mình sẽ bắt lên cái nồi nước. Các bạn cho vào đây là khoảng 1/3 thìa cà phê muối ha. Rồi mình cho cải vào mình luộc. Mình sẽ luộc khoảng 20 cây ha các bạn ha, 20 cây cải, 20 cái lá của cây cải á, để mình lấy mình làm cái màu xanh cho cái mì ha. Rồi cái cải sau khi mà các bạn luộc rồi thì mình chờ cho nó nguội nguội ha các bạn ha. Rồi mình cho nó vào trong cái máy xay sinh tố này. Rồi mình sẽ cho nước vào. Thì cái lượng nước thì các bạn cho nó khoảng nửa chén thôi là được rồi. Nói chung là cái lượng nước đủ để xay cái cải này ha các bạn ha. Không cần phải cho nhiều quá. Rồi bây giờ các bạn xay nhuyễn cái cải ngọt này ha, cái lá cải ngọt nè. Rồi cái cải sau khi mà các bạn xay á, thì có thể là mình cho nó qua cái rây ha các bạn ha. Để mình lọc lấy cái phần nước cốt á, cho nó mịn. Các bạn có thể là cho trực tiếp vào trong cái phần bột luôn để mình nhào luôn cũng được. Nhưng mà mình muốn cái phần mì của mình á, nó mịn màng hơn ha, nên mình cho nó qua cái đây. Đó các bạn thấy cái phần nước cốt cải ngọt bên dưới không? Đó, mình sẽ lấy cái màu này ha. Rồi bây giờ các bạn cho bột mì vào trong cái tô này ha. Mình sử dụng nó khoảng 1 chén rưỡi bột mì. Và cái bột mì này á, thì mình có thể là mình cho qua đây cũng được. Còn các bạn không cho qua đây cũng sao ha. Mình lười thì mình khỏi cho qua đây. Mình đây cho bột nó mịn hơn á, chút nữa mình nhào nhìn cái sợi bột, nhìn cái sợi mì á, nhìn nó ngon hơn thôi. À các bạn dùng khoảng 1 chén rưỡi đến 2 chén bột mì nha. Bột mì số 11 nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn rây bột mì rồi á, thì các bạn cho mình vào đây là khoảng 1/3 thìa cà phê muối nha. Để cho cái mì mình ăn nó có cái sự đậm đà. Rồi các bạn đặt vào đây cho mình là một quả trứng gà.
ha, các bạn trộn lên ha, trộn cho cái lòng đỏ và cái lòng trắng này nó tan ra với lại cái bột. Giả sử như mà các bạn muốn ăn cái sợi mì mà nó béo hơn á, thì mình có thể là tăng cái lượng lòng đỏ lên ha các bạn ha, mình cho thêm khoảng ví dụ 2 cái lòng đỏ. Còn nếu mà các bạn muốn ăn cái sợi mì nó dai hơn á, thì mình cho 2 cái lòng trắng. Ok ha, trộn sơ sơ lên thôi được rồi các bạn. Rồi bây giờ rất là bắt đầu là mình cho cái phần nước cải nè. Mình cho nó mỗi lần mình cho nó khoảng một muỗng canh thôi. Đây, các bạn cứ cho từng muỗng canh như thế này, cho vào rồi mình trộn lên. Thì với 1 chén rưỡi đến 2 chén bột mì á, thì các bạn cho nó khoảng 3 đến 4 muỗng canh. Cái muỗng ha, cái muỗng này mình nghĩ là nè các bạn coi cái muỗng của mình nè. Đó, mình sử dụng cái muỗng này ha. Đó, và khoảng 3 đến 4 cái muỗng đó cái phần nước cốt cải ngọt ha. Nè các bạn bóp vào khối bột, bạn thấy nó mềm nè, mềm mại nè, như thế này là ok rồi. Mình nhồi nó ha các bạn ha, mình nhồi nó khoảng 15 20 phút gì đó để cho cái khối bột mình nó dai nó mịn rồi mình đem ủ ha. Rồi, cái bột sau khi mà nhồi xong rồi bây giờ mình cho nó vào trong một cái tô đi. Ha các bạn ha, nè các bạn quan sát cái khối bột nè, mịn nhìn đẹp rất đẹp luôn đúng không? Mình nhồi nó khoảng 15 20 phút á, thì nó sẽ mịn như vậy. Bây giờ các bạn dùng một cái màng bọc thực phẩm, các bạn bọc kín cái tô bột này lại ha, mình ủ nó khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Nếu như mà các bạn muốn ăn cái mì nó dai hơn á, thì mình sẽ dùng mà mình cũng bọc lại bằng cái màng bọc thực phẩm ha, mình ủ qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh, thì cái bột mì thì cái mì của mình á nó sẽ dai hơn. Còn nếu mà bạn muốn ủ nhanh á, thì mình ủ bên ngoài nhiệt độ phòng thôi ha, các bạn ủ khoảng tiếng 30 phút gì đó cũng được ha, các bạn nhớ bọc kín lại nha, nếu không thì cái bột mình nó sẽ bị khô đó, như thế này nhìn ngon ghê chưa. Rồi bây giờ trong thời gian chờ cái bột ủ á, thì mình đi ví dụ như cái phần bắp này thì mình chặt nó ra thành những cái khoanh ha các bạn ha. Cái phần cà rốt này thì bây giờ mình chẻ bông nó ha, các bạn chẻ bông nó thành ví dụ như 4-5 cánh gì đó ha, rồi mình cũng cắt thành những cái khoanh luôn ha, để mình nấu nước lèo của cải trắng cũng vậy ha các bạn ha. Một cái khoanh á, thì mình cắt nó cũng khoảng 0.5 cm thôi ha các bạn ha, đừng cắt nó dày quá. Mình sẽ cắt là những cái khoanh cà rốt như thế này. Rồi sau khi mà các bạn cắt cà rốt, củ cải trắng và bắp rồi thì bây giờ mình tiến hành mình lặt cái phần cần tây này. Cần tây thì mình sẽ lặt những cái cọng ví dụ như thế này ha. Ha, còn cái cọng này chút nữa mình cắt, ví dụ như mình cắt nó khoảng 5 cm, 4 cm gì đó ha, để mình ăn lặt ăn cái phần mì. Như cái cần tây hôm nay mình mua nó cũng mình thấy nó cũng rẻ, khoảng 500g á, nhưng mà 10.000, có 10.000 à. Một củ cà rốt, một củ cải trắng, hai cái đó thì nó khoảng 5.000. Hai trái bắp nữa 10.000 ba trái, rất là rẻ luôn đúng không các bạn? Đặc biệt là cái cần tây này nè, các bạn nấu những món như vậy là hủ tiếu hay là mì á, nó rất là thích hợp ha, nó thơm cái nước dùng của mình lắm. Rồi bây giờ để nấu nước dùng á, thì các bạn bắt lên cho mình khoảng nửa nồi nước ha. Mình sẽ cho vào đây là cái phần muối, đường, hạt nêm. Thì hạt nêm mình dùng hạt nêm nấm, hạt nêm chay ha các bạn ha, mình dùng khoảng 2 thìa cà phê hạt nêm. Rồi muối thì mình dùng hôm nay là mình dùng muối biển nè, mình dùng nó khoảng 2 thìa cà phê muối biển luôn. Rồi đường phèn thì mình dùng là 1 thìa cà phê đường phèn ha. Hai củ hành tím á, thì các bạn có thể là cắt ra, cắt lát ra hoặc là mình bóp cho nó nát ra rồi mình cho vào ha. Thì khi mà các bạn bóp nát ra như vậy á, thì cái tinh dầu trong cái củ hành tím nó cũng ra nhiều hơn ha, thì cái nước lèo mình ăn nó cũng thơm. Thì trong thời gian mà chờ cái nước sôi thì mình nhớ thực lại là có cái này mình muốn cho các bạn xem nè. Đây chính là cái rượu nho ha các bạn ha. Thì thường là mình thấy Tết thường là ví dụ như mình ăn nhiều cái đồ nó dầu mỡ á, thì thứ nhất là mình uống để mình dễ tiêu hóa hơn. Cái thứ hai nữa là ví dụ như mình khó ngủ á các bạn, thì mình cũng có thể sử dụng cái rượu nho này mình uống, thì giúp cho mình dễ ngủ hơn. Đây là rượu nho mình làm được khoảng 2 tuần rồi. Thì cái phần bã nho dưới này nè, nó bắt đầu nó rã ra rồi ha các bạn ha. Rượu nho thì các bạn muốn cho nó ngon á, thì mình để càng lâu uống càng thơm ha. Mình thường mình để ví dụ như là 1 tháng 2 tháng gì đó mình uống. Thì bây giờ mình làm nè, thì Tết thì mình có uống, chứ còn mà các bạn để làm cận Tết quá đó thì mình không có đủ thời gian để cho lên men ha các bạn ha. Thì ít bữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm rượu nho tại nhà ha. Thì cái rượu nho này mỗi lần mình uống 1 ly nhỏ thôi, nên các bạn làm nhiều quá mình uống cũng không hết đâu. Mình làm nó cũng ít thôi ha, mình làm khoảng 1 ký thôi là vừa. Đó, thì đây là cái rượu nho nè. Thì ít bữa nữa Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm rượu nho tại nhà ha, các bạn nhớ đón xem nha. Rồi quay lại cái món mì rau củ của mình hôm nay ha. Khi mà các bạn thấy nước này nó sôi lên rồi á, thì mình sẽ cho cái phần củ cải trắng và mình nấu trước ha các bạn ha. Cho củ cải trắng bữa các bạn nấu trước, xong rồi các bạn mới cho cái phần cà rốt, cuối cùng là bắp ha, bắp thì nó nhanh chín hơn.
Rồi cái củ cải trắng mình nấu được khoảng 10 phút rồi ha. Thì bây giờ mình cho cái phần cà rốt vào. Khi cà rốt mình nó hơi mềm mềm rồi đó thì các bạn cho cái phần bắp ha, bắp và cái phần bông cải trắng vào. Còn với cái đậu hũ non á, thì các bạn cắt ra ha, cắt ra rồi mình nấu chung vô luôn. Đậu hũ non á, thì các bạn cắt thành từng cái khoanh, nó cũng mỏng mỏng thôi. Cái đậu hũ non này ăn rất tốt cho sức khỏe nè, nhất là với những bạn mà ăn chay á, thì mình nên dùng đậu hũ non ha. Khi mà các bạn thấy cái hạt bắp mình á, nó căng ra tức là nó gần chín rồi đó, thì mình sẽ cho cái phần cần tây đậu hũ vào. Đó, sau khi mà các bạn cho cái phần cần tây vào rồi thì mình cho đậu hũ non vào ha các bạn ha. Về cái phần cái ngọt và cái phần cần này các bạn, mình có thể là mình trụng sơ, rồi khi nào mà ăn mì thì mình gấp vào mình ăn chung, thì nó giống như là một cái loại rau sống ăn kèm với mì ha các bạn ha. Đậu hũ non thì các bạn nấu khoảng 10 phút 15 phút thôi thì mình tắt lửa được rồi. Đây đầu hoàn chỉnh xong cái nồi nước để mình ăn cái phần mì đậu củ ha các bạn ha. Rồi cái mì sau khi mà mình ủ ra rồi á, thì bây giờ mình chia nó ra ha các bạn ha. Các bạn ví dụ như cái cục bột này thì mình chia nó làm 4 phần, 4 5 phần gì đó. Rồi mình cán nó ra thì nó dễ hơn, các bạn đừng cán một cái cục bột to ha, rất là khó cán. Cái phần bột mà các bạn chưa cán á, thì các bạn cứ việc để trong cái tô rồi các bạn dùng bằng bọc thực phẩm mình bọc lại, hoặc là mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ha các bạn ha, để mình giữ cho cái cục bột này nó được tươi ha, nó không bị khô. Ok ha, bây giờ mình sẽ lấy cái cục bột này ra khoảng một góc thôi, khoảng một miếng thôi, để mình tiến hành là mình nhào. Đây ha, một cái miếng cục bột như thế này. Đó, phần bột còn lại thì các bạn cứ việc là bọc kín nó lại ha. Về cái cục bột này thì bây giờ mình có thể là các bạn nhồi sơ lại ha, nhồi sơ lại một chút rồi mình cho bột áo xuống nền, cho bột áo lên bột rồi mình cán ra thôi, rất là đơn giản thôi. Ok ha, bây giờ mình cho một ít bột áo xuống cái phần nền này nha. Bột áo thì mình dùng bột mì luôn ha các bạn ha. Hay mình cán cái cục bột này cho nó mỏng ra rồi mình gấp nó lại mình cắt. Làm mì tươi á, tại nhà rất là dễ. Hôm bữa là mình có làm cái video hướng dẫn các bạn làm mì trứng rồi ha. Mì trứng thì ăn nó sẽ dai hơn, nó giòn hơn. Còn cái này là mì rau củ, ăn cái vị của nó thanh đạm hơn. Các bạn dùng sẽ cần khá nhiều bột áo ha các bạn ha, để mình làm cho cái phần mì này nè nó không có bị dính. Nhiều bạn tiết kiệm bột áo á, làm ra cái mì nó dính lại với nhau, khi mà mình chế nước lèo vô ăn nó như là một cục bột vậy đó, không có tơi ra, không có rời ra. Hôm bữa là mình có làm cái video hướng dẫn các bạn làm mì trứng á, các bạn thấy không, những cái sợi mì nó tơi ra và nó dai, ăn rất là ngon. Và cái mì rau củ này nè các bạn ha, cái độ dày của nó sẽ dày hơn là cái mì trứng. Thường là mì trứng mình ăn cái sợi mì nó mỏng, còn cái mì rau củ này nè mình ăn cái sợi mì sẽ hơi dày một chút ha, nên mình cán á, thì các bạn để ý mình đừng có cán mạnh tay quá nha. Rồi ha, cái mì sau khi mà mình cán ra rồi thì các bạn gấp lại như thế này ha. Ví dụ như các bạn muốn ăn dài thì mình gấp theo cái chiều dài này ha, còn nếu mà các bạn muốn ăn nó ngắn thì các bạn gấp theo cái chiều ngắn ha. Gấp lại xong rồi mình sẽ dùng cái dao mình cắt. Trước khi cắt thì các bạn cho bột áo ha, bột áo nhiều lên cho cái phần mì này, thì chút nữa các bạn cắt xong nó không có bị dính. Rồi ok, mình cắt mì ha. Để mình nói mình mua cái dao mà cắt mì á, cái lưỡi nó bằng á, các bạn cắt nó nhanh hơn. Còn cái dao này cái lưỡi nó bị cong á, nên mình cắt nó hơi khó một chút. Không phải là khó mà nó hơi lâu á. Cái kia các bạn cắt nhanh nhanh lắm, nó sắn xuống một cái là nó đứt à. Đây này ha, những cái sợi mì nè. Đó, những sợi mì mình vừa mới cắt xong nè, các bạn thấy không? Có bột áo vào thì nó không có bị dính ha. Chút nữa mình luộc lên á thì nó sẽ ra cái màu xanh rất là đẹp ha các bạn ha. Nếu giả sử như mà các bạn muốn làm cái mì tươi này để các bạn ăn sáng á, thì mình làm ví dụ như mình làm tối hôm nay hoặc là chiều hôm nay, rồi sáng ngày mai mình chỉ việc là các bạn làm xong rồi các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh ha, sáng ngày mai mình lấy ra mình trụng với lại nước sôi rồi mình ăn thôi. Cái mì này ngon nhất á, là phải để qua ngày ha các bạn ha, cứ cho nó vào ngăn mát tủ lạnh rồi các bạn để qua ngày hôm sau thì ăn nó sẽ ngon. Còn mình ăn liền thì nó cũng ngon á, nhưng mà nó không có dai. Muốn nó dai nhiều á thì phải để qua đêm. Ok ha, cứ cắt ra xong rồi mình các bạn cho nó vào dĩa đi, chuẩn bị để mình đi trụng. Đó, đây thì đây chính là những cái sợi mì mình vừa mới cắt xong ha. Thì các bạn nhớ các bạn rắc nhiều bột áo ha, để cho sợi mì nó đừng có dính. Bây giờ các bạn cũng bắt lên một cái nồi nước sôi cho mình để mình trụng cái mì này ha các bạn ha. Còn nếu như mà các bạn chưa ăn á thì mình cái việc là các bạn kiếm cái cây, ví dụ như cây đũa cũng được, các bạn vắt mì lên để cho nó khô khô á. Hoặc là bây giờ các bạn túm nó lại, cuộn tròn nó lại rồi các bạn cho nó vào một túi ni lông hoặc là túi nhựa cũng được. Hoặc là cho nó vào cái hộp kính cũng được.
ha, rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh qua ngày hôm sau mình ăn cũng được. Cái mì này mình có thể để được khoảng từ 3 đến 4 ngày ha các bạn ha. Nếu mà các bạn làm đúng theo công thức và cách làm hôm nay mình làm á, thì mình sẽ để được khoảng 3-4 ngày, có khi lâu hơn, tại vì nó còn tùy vào cách bảo quản của các bạn nữa ha. Bây giờ chờ nước sôi mình trụng mì. Rồi bây giờ để bắt lên cái nồi nước mà luộc mì á, thì mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn ha các bạn ha. Chờ cho nước này nó sôi lên rồi mình sẽ cho mì vào một cái rây như thế này. Rồi khi mà nước nó bắt đầu nó sôi lên rồi nè ha, thì mình sẽ cho mì vào trong cái rây này. Các bạn có thể là mua cái vá để mình trụng mì, nó có bán trong những cái cửa hàng làm bánh đó các bạn, nhưng mà mình kiếm không có cái đó nên mình mua cái thường là mình trụng dùng cái rây này luôn. Khi mà làm mì trụng mì thì các bạn phải nhớ nha, mình trụng cho lúc mà nước nó thiệt sôi á, chứ các bạn đừng có trụng cái nước mà nó kiểu như nó ấm ấm thì cái mì mình nó kiểu như nó bở lắm, nó không ngon. À, mình chuẩn bị thêm một cái thau nước lạnh nữa để khi mà mình trụng mì xong á, mình cho nó vào cái thau nước lạnh để cho cái phần bột áo á các bạn ha, nó rửa trôi hết luôn thì cái mì mình ăn ngon hơn. Này các bạn thấy sợi mì lên màu đẹp ghê chưa? Mì rau củ mình làm từ cải ngọt ha các bạn ha, bột mì trứng. Thời gian mà trụng một cái vắt mì nó khoảng từ 2 đến 3 phút thôi. Đó, thì như vậy thì các bạn sẽ có được cái sợi mì giòn dai. Ok ha, để cho nó ráo ráo nè. Rồi cho vào tô ha. Đó thì đây chính là cái sợi mì mà hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn, mình rất muốn giới thiệu luôn, tại vì cái sợi mì này ăn nó ngon. Cái thứ nhất đó là nó dai. Cái thứ hai nữa khi mà các bạn ăn á, nó có cái độ giòn nhất định ha. Ăn kèm theo cái nước sốt, cái nước hầm rau củ nữa, rất là ngon. Ví dụ như bạn nào mà thích ăn chay á, hoặc là mình muốn một cái món ăn thanh đạm thì mình nghĩ rằng mì rau củ này rất thích hợp với các bạn luôn. Để mình lấy một sợi mì cho các bạn xem nè, để kiểm tra cái độ dai ha. Đó các bạn thấy không, mình ghép căng luôn nè ha, sợi mì nó không có bị đứt. Mà cái sợi mì này nó do nó có cái trứng trong đó nên các bạn ăn các bạn sẽ thấy nè, nó giòn giòn, rất là ngon ha. Rồi ha, thì đây chính là cái công đoạn cuối cùng ha. Mình sẽ chan cái phần nước lèo nè. Nước lèo nóng hổi luôn, nấu từ rau củ, rất là thơm, không có dầu mỡ gì nhiều ha các bạn ha. Cần nè, cần ăn nó thơm lắm các bạn, cần nếu mà các bạn nấu nước lèo á thơm. Đậu hũ nè, bắp, ha, cà rốt. Rồi ha, sau cùng thì các bạn rắc lên đây thêm một ít hành lá, ha, một tí xíu tiêu nữa. Ha, đây chính là món mì rau củ, các bạn có thể là ăn kèm với lại cái phần cần ha, cần tây và cái phần cải mình đã trụng rồi. Thì hy vọng là qua cái video này mình đã giới thiệu với các bạn cái cách nấu mì rau củ tại nhà. Mì hoàn toàn là mình làm từ mì tươi ha các bạn ha, từ bột, từ trứng và từ cái lá cải ngọt ha. Hy vọng là các bạn thích món ăn này nha. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ Cười Khúc Khích ra những cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.